Vâng, em Bonsai xin chào tất cả anh em nhé. Đấy, thì như cái lời hứa ở cuối cuốn video trước thì mình bảo là ở cuốn video sau này sẽ còn khoảng tầm hơn 20 tác phẩm nữa, cả phôi cả cây hoàn thiện. Mình sẽ giới thiệu tiếp cho anh em là trong vườn anh Phi là cái cuốn video số 2 này. Đấy, đầu tiên là một cái tác phẩm xanh trực. Đây các bác nha, thì ở cái cuốn video số 2 này, đây là một cái tác phẩm đầu tiên. Cái này có bệ, có cái đường bệ rất đẹp, có cái đường chạy rễ này anh em nhìn này, rích rắc này. Đấy. Trước mấy có 70 quả được quải. Đâu, quả đến là nó mua của Hiền đồng. Thích... Đâu, quả được. Anh ạ. Được, nhưng mà nó lại mua không phải mua được. Bên này có một cái tác phẩm mà... rất là đẹp. Nhìn nhưng như tôi đã nói rồi, ở vườn anh Phi có những cái cây, đa số cây nào nó có một cái nét dị riêng. Đấy. Cái này nó có cái cốt rất là hay anh em nhé. Bác cái trồng trong một cái bể đá này. Đấy các bạn nhé, một tác phẩm xanh. Đấy. Rất xùi xịt anh em nhé. Đây quay cho anh em xem một cái tác phẩm si bên này. Con này sau này ba cái nuôi hoàn thiện mà nuôi được mút những cái sẹo này, con này nhìn trông nó mới đáng giá này, nhiều tiền này. Bây giờ thì chắc chắn là nó cũng tương đối nhiều tiền rồi, thế nhưng mà đấy, để mà sau này con này mà thành cuốn hết được sẹo thân, cây này mới là một cái cây đẹp này. Đây mặt bệ bên này của nó đây anh em nhé, anh em xem những cái đường sụn này. Bác cái nuôi cây rất là kỹ, mà cây nào bác cũng nuôi rêu rất đẹp anh em nhé. Đấy. Đây, sau này những cái này anh em này, mà lu nó sụ xuống đây này, các bác nhìn này. Đây các bác nhìn này, trong góc kia còn một số tác phẩm nữa, mình sẽ quay hết cái góc này. Đấy, kia là tác phẩm si bên kia này anh em, cái tác phẩm si bên kia mình chưa quay nhé. Mình cứ giới thiệu dần dần cho anh em xem, anh em chỉ việc ngồi nhà bấm điện thoại và ngắm cây thôi. Chắc chắn là ở cái cuốn video này thì anh em xem là kiểu gì là anh em sẽ có một cái số tác phẩm giao lưu được ở vườn của anh Phi. Còn này nước da nó vàng đồng lên nhỉ. Quay gần cho anh em xem cái đây. Nu nổi này còn kiểu như nổi, như nổi mụn ấy. Đây cái mặt bên phải của nó đây các bác nha. Đây cái này bác đang nuôi rễ rồng, à móng rồng xin lỗi anh em. Đấy cái này cuốn xuống để mai sau lấp hết cái chỗ phần này, cái rễ này mai sau nó phải to hơn cái rễ này, nó cuốn nửa chỗ này thì nhìn nó mới chất anh ạ. Đây đây là một cái tác phẩm hoàn thiện này, cây này nhìn rất là đẹp các bác nhé. Này đây vanh nó chỉ bằng cổ tay này, đường kính của nó khoảng tầm 30 anh em này. Đấy, mình có thể là quay cho anh em xem chi tiết cả hai mặt. Đấy, anh em mình xem rõ rồi, đến lúc là có thể anh em ở xa không tiến xem được thì có thể là nhìn kỹ rồi nó sẽ dễ hơn. Đây tứ diện con này, con này cái này
đây. Tiếp theo lại là một cái tác phẩm. Đa số ở vườn của anh Phi là nhiều tác phẩm xanh nhiều, có khoảng tầm vài tác phẩm si thôi. Mình sẽ quay hết sức chi tiết và chậm để cho anh em ngắm kỹ. Cây này già thôi nhỉ. Cứ những một cái tác phẩm 1-2 người B này tiện anh em ạ. Lúc vận chuyển nó cũng dễ, đi triển lãm hoặc đi chơi mang đi nó cũng dễ. Mặt sau đây các bạn nhé. Vanh cây này chắc nó khoảng tầm hơn 30 anh em nhé. Đây đường kính này, đường kính bệ ngang này của nó khoảng 30, đường kính này cũng khoảng tầm 35, chậu này thì 20 này, chậu này 50-55. Mình đo găng tay ước chừng nó chỉ chênh nhau mấy phân thôi. Đây, vâng anh em nhé. Cái đây là một cái tác phẩm si lúc mình chỉ vừa đây. Anh đặt trong một cái bể đá. Cái này bể chắc nó phải khoảng tầm 35 này. Đây. Cây này cao khoảng tầm 27-30 anh em nhé. Một tác phẩm si hoàn thiện rồi. Đấy. Quay cho em xem chi tiết. Cái mặt này đẹp lắm anh em. Đấy, tôi đo cho anh em xem đường kính bệ này anh em. Đây đường kính của nó chỉ khoảng tầm 30, cái bệ này bệ 35. Một cái bệ đá, một cái tác phẩm si trên bệ đá rất là đẹp anh em nhé. Đấy. Đấy, tiếp theo cuốn video này là một cái hai tác phẩm anh em nhé. Đây. Đây là một đôi anh em nhé. Đấy. Hai con hai bên rất đẹp. Đây có hai bên, đây là một đôi đẹp anh Hoàn nhỉ. Những cái con này là hình như là si nó cắt để nó đôi vào chắc. Đây mình quay gần cho anh em xem nhé. Đây. Đường kính này chỉ 20 thôi anh em nhé. Đây những cái phần mà cắt như này mà nó mút hết này này. Nói chung cây con này nuôi rất lâu anh em nhé. Những cái tác phẩm cây con này nó nuôi cũng lâu như cây to luôn. Đây. Nói chung là hai cây này bằng một đôi nhưng một cây nó khoảng 1.8-1.10 thôi. Cây này thì cái chỗ này của nó to hơn này. Cái đường này của nó chạy gấp khúc hơn. Đấy. Nói chung là để tạo ra những cái tác phẩm này rất lâu chứ không phải nhanh đâu anh em nhé. Ok này. Ở anh Phi ơi. Cây này hôm nọ anh lấy trên nhà anh Tuyên nhỉ? Đó, vào mà. Thì đấy em bảo nhìn giống là đúng con này rồi. Đây này trước bác lấy mấy chục. Đây, một dãy những cái tác phẩm nhỏ đây. Đây đây anh em nhé. Bên đây một cây trực anh em ơi. Trước cũng là một cái khúc bác cắt ra là bác nuôi anh em nhé. Đấy. Cây lá đang tốt. Đây. Cốt này mai sau thành phẩm mới là cốt đẹp anh em này. Đây anh em này. Tôi đây. Cái cốt đấy với cốt này gần như giống nhau anh em ạ. Đây.
nhìn nó phê quá anh em nhỉ. Cây này thì bác giờ được 2-3 nước rồi, giờ cây này đang lên làm ngọn rồi. Đôi năm nữa là cây này cũng tương đối hoàn thiện này. Đây, một cái cốt xi dáng lão. Đây, một cái cốt xi ở bác ấy đang một cốt xi dáng lão này. Cây lạc anh em nhé, cây lạc thân này. Đấy. Nhà bác rất đồ nhiều đồ nhỏ đẹp. Nói chung là đồ nhỏ của bác ấy cũng giá trị rất là cao anh em nhé. Toàn vài chục với anh em chứ không rẻ đâu. À đây, mình mới quay đến cái cây này nhỉ. Đây, cây cực kỳ lùn được luôn. Bạn nhỉ, bác cái bắt dáng cổ rất là chuẩn luôn. Đấy. Bác rất nhiều cái cục lùn lùn như này, hôm nào mình xem cái nào hợp lý mình vào để anh ấy để giao lưu cho một cây. Bởi vì nhà mình chưa có một cái cốt xanh nào cả anh em nhé. Lúc sáng cuốn video trước quay ở nhà anh Đồng rồi thì cuốn video đấy có một cây rất là đẹp. Đấy, chỉ mong là qua đây là anh em giao lưu được những cái tác phẩm qua kênh của Yên Bonsai nhé. Đấy. Đây, cột này to hơn anh em nhé. Cái vườn này của anh Phi mà hôm nào, đúng hôm nào mà bác giật xuống cả vườn thì lúc đấy quay độc răm không thì có cái flycam mà quay từ bên trên xuống anh em nhìn quá chất luôn. Chất anh em, cái cột này đẹp. Cột nào nhìn mê đây. Một cái cột thác đổ này. Được bác đầu sưu tầm toàn những cái đồ rất là đẹp. Có những cây bác cắt từ những cái bắp ra. Cây của bác ấy rất đẹp, nhưng bác ấy mình thấy cho đi triển lãm rất là ít anh em nhé. Đấy. Đấy, qua đây thì anh em có thể đến đây anh em xem được rất nhiều tác phẩm đẹp của anh Phi. Nhìn thực tế đẹp hơn nhiều anh em nhé. Đây, vì đây anh ấy còn rất nhiều tác phẩm nữa luôn. Mình quay anh em xem một số cái phôi trong đấy này. Đây, quá đầu gấu luôn đúng không? Phải nói là quá đẹp. Đây, đây như những cái cốt này anh em ạ. Nhìn đặc dị luôn. Chắc cái vườn anh Phi mà mình xem từ đầu đến cuối chắc mình không bỏ qua cây nào mất. Những cái tác phẩm mà ba cái lùi rất là nâu đấy, giật từng tí một. Sau những cái tay này nó như cái đùi gà ra thì lúc ấy nhìn nó phê. Đây cái một cái cây ba vai anh em này. Một cái cục lam điền ba vai này, sau này anh ấy bắt dáng đúng dáng cổ thụ ba vai này. Xuống một tí nữa về sau này tính cái này dễ liền vào thân này thì gọi là cây ba thân. Cây ba thân nó khác cây ba vai anh em nhé. Đấy. Đấy là vừa rồi là Yên Bonsai giới thiệu cái cuốn video này là một số cái phôi xanh và phôi xi hoàn thiện. Này, như cốt này nữa. Thì các bạn xem video thì nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ cho Yên Bonsai nhé. Cốt nào nhịn sướng anh em nhỉ. Đấy. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video nhé. Đấy. Thì dịp sau lên thì mình sẽ quay cho anh em kỹ hơn. Rồi đợt này là bác chưa giật răm anh em nhé, khoảng đến tầm tháng 6 nữa. Cảm ơn tất cả các bác nhé.